Đây là 30 size. Hệ thống cắt tóc nam barber, một trong những chi nhánh của những chi nhánh ít nhất là nó phải 10 tiệm mà đó nha. Ghế gọi đã lắm à. Đây có khi là nó đông full luôn á. Ghế gọi đẹp chưa? Giường nó có massage luôn. Đầu rồng sung sướng nằm dài ra luôn. Cắt xong là sấy. Ở làm bộ neo chắc cũng gỡ cả trăm hết rồi. Xuất sắc luôn. Giờ mình đi massage nha cả nhà.
quá trời nắng chang chang. Đi ra đường đó là mình biết là người dân Sài Gòn chính hiệu là bận đầu kính mít luôn. Đây mình đi vô, hôm nay mình đi gọi đầu massage nha cả nhà. Ô bạn eo dễ thương, cho con vô thử. Em đẹp quá. Trời ơi, lan thiệt mà đẹp quá vậy. Tiệm không rộng lắm nhưng mà rất là xinh. Được người ta khen vậy lắm. Cái hoa này là lúc nó còn sống. Cái này hoa thiệt hay giả con? Này hoa khô, hình như cái hoa này lúc còn sống nó màu tím tím. Mấy cái ghế này đơn giản. Thật là chuyện tán nha con, đây mù mờ con. Chưa có ai cột quần ra mà. Rồi bây giờ đi gọi đầu. Sạch sẽ ghê. Này là bên massage nè. Dễ thương chưa? Trên này hả con? Dạ. Em ký đâu rồi? Này kia gấm dừa. Dễ thương. Bạn muốn nữa hả? Rồi bây giờ chắc không đợi anh xây tóc. Được rồi, nóng đổ lửa luôn. Hả? Rồi bước ra ngoài nóng hừng hực luôn. Uống đâu má không? Bây giờ đi về. Rồi, sau khi hai mẹ con gọi đầu massage một tiếng rưỡi đồng hồ rồi thì rất là xứng đáng luôn. Rồi xin đi về nhà đây, cảm ơn cả nhà theo dõi.